Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 9 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái phần lý thuyết ở cái phần chương 8 rồi đúng không nào? Và phần bài tập ở chương 8. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái phần hình học và đo luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần hình học phẳng em nha. Chương 9 đó chính là chúng ta được học về tứ giác nội tiếp và đa giác đều. Chúng ta sẽ đi sang ở cái bài số 1. Bài số 1 thầy sẽ giải thích từng cái để chúng ta hiểu trước nha. Ở cái phần đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp, tứ giác, nội tiếp các kiểu của thầy ở trong bộ cánh diều và bộ kết nối thầy đã quay rồi. Bây giờ thầy quay bộ chân trời là cái phần cuối cùng em. Đường tròn ngoại tiếp tam giác, ngoại là gì? Ngoại, đường tròn thì biết rồi. Ngoại tiếp, ngoại nghĩa là bên ngoài. Tam giác thì tam giác nằm bên trong. Thì chúng ta hình dung bên đây này. Như chúng ta có cái đường tròn như này. Ví dụ tam giác đây, ví dụ đường tròn tam O là tam giác ABC đi. Thì cái đường tròn ngoại tiếp là đường tròn như nào, gọi là đường tròn ngoại tiếp, nghĩa là đường tròn này đi qua ba đỉnh này. Ba đỉnh tam giác. Tam giác nằm ở bên trong thì người ta gọi là tam giác nội tiếp, còn đường tròn nằm bên ngoài thì nó gọi là tam giác ngoại tiếp. Để xác định được tâm của tam giác của đường tròn này thì chúng ta phải, nó chính là giao của hai hoặc là ba đường trung trực. Đường trung trực. Mà đường trung trực là gì? Thầy nhắc lại một xíu này. Chúng ta có đồng thẳng AB. Để xác định được đường trung trực của đồng thẳng AB, chúng ta sẽ thỏa mãn hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó chính là nó phải đi qua trung điểm của AB và đồng thời vuông góc. Ví dụ đường thẳng D là đường trung trực của đồng thẳng AB. Khi nào? Khi Y này đó chính là trung điểm của AB và đồng thời D này đi qua Y và vuông góc với tại trung điểm của đồng thẳng AB. Về tính chất của đường trung trực thì tất cả các điểm nó nằm trên đường trung trực này thì nó sẽ cách đều hai đầu múc. Thầy lấy ví dụ, thầy lấy một điểm O trên đây đi. Nếu điểm O nằm trên đường trung trực thì chúng ta có OA sẽ bằng OB, nghĩa là OA sẽ bằng OB. Nếu nếu O này nó thuộc D, chúng ta hiểu nào? Đó, thầy đang giới thiệu về đường tròn ngoại tiếp tam giác em nha. Còn đường tròn nội tiếp, nội là nằm bên trong. Ví dụ như cũng tam giác này nhưng mà thầy vẽ một đường tròn nó tiếp xúc với ba cạnh. Đường tròn tiếp xúc với ba cạnh thì nó chính là đường tròn nội tiếp. Và để đi tìm tâm của đường tròn nội tiếp này thì chúng ta sẽ giao, đó chính là các đường phân giác. Đường phân giác. Nhớ chưa? Thì bây giờ chúng ta học, chúng ta sẽ hiểu thôi. Ta sẽ để dành cái câu hỏi khởi động này ở cái phần vận dụng 2 em nha. Vận dụng 2 chúng ta sẽ quay trở lại để chúng ta trả lời ở phần này. Ok. Ta sẽ đi xem ở phần 1, đó chính là đường tròn ngoại tiếp tam giác nha. Ta đi xem hoạt động 1 này. Cho ba điểm ABC không thẳng hàng. ABC không thẳng hàng. Gọi O là giao điểm của hai đường trung trực. Của đồng thẳng AB và đồng thẳng BC. Các em thấy khi người ta vẽ đường trung trực thì ở đây người ta ký hiệu hai này bằng nhau, nghĩa thể hiện cái điểm này trung điểm này. Ở chỗ đây các em thấy vuông góc không? Tương tự như vậy BC hai này bằng nhau, nghĩa cái điểm vị trí chỗ này là điểm đi qua này, đây chính là trung điểm. Là chỗ này vuông góc thì hai thằng này đây chính là đường trung trực này. Giống như ban đầu thầy đã so sánh, đã giới thiệu câu A này. So sánh độ dài các đồng thẳng OA, OB, OC. Thì các em thấy ở đây O, ví dụ đây là đường thẳng D1 đây, đây là đường thẳng D2 đây. Thì O này nó nằm trên D1 nên khi chúng ta nói lại OA với OB. Thầy dùng thước thầy nói để em xem nha. Khi chúng ta nói OA và OB thì chúng ta sẽ có OA sẽ bằng OB, tại vì O nằm trên đường trung trực của đường thẳng D1. Tương tự như vậy, O nằm trên D2 thì OB sẽ bằng với gì? O, OC. Đúng không? Như vậy OB sẽ bằng OC. Từ yếu tố này nên từ đây chúng ta suy ra OA sẽ bằng OB và bằng OC. Hiểu chưa? Vì đường tròn đi qua ba cái điểm ABC. Vì đường tròn thì chúng ta sẽ dùng cái ba này.
Giả vị đường tròn chúng ta dùng comma này, chúng ta vẽ thôi. Đấy. Đây, đây chính là bán kính này. OA này chính là bán kính, thấy chưa nào? OA chính là bán kính. Như vậy từ O này chúng ta xác định là tâm. A này chúng ta vẽ. Thì đi qua 3 điểm. Thì thầy thằng này chúng ta vẽ ra nha. Thầy em. Được chưa nào? Rồi, xong. Như vậy bây giờ chúng ta có khái niệm này. Đường tròn đi qua ba đỉnh, thấy chưa? Đỉnh thứ nhất, đỉnh thứ hai và đỉnh thứ ba. Thì đường tròn này gọi là đường tròn ngoại tiếp. Ngoại tiếp tam giác, và tam giác nằm bên trong này gọi là tam giác nội tiếp. Đường tròn ngoại tiếp tam giác có tâm là giao điểm của gì? Ba đường trung trực của tam giác. Và có bán kính bằng khoảng cách từ giao điểm đến một đỉnh bất kỳ của tam giác đó. Nghĩa là ở đây có thể là OA, OB và OC. Chúng ta có thể vẽ hình này vô và ghi tại nội cái khái niệm này vô nha. Ok, ta sẽ đi sang ở cái phần tiếp theo. Ta sang ví dụ 1. Cho hai đường tròn tâm Y và tâm R cắt nhau tại MN gọi EF. Tìm đường tròn ngoại tiếp tam giác MNE và đường tròn ngoại tiếp tam giác MNF. Đây, người ta đã giải rồi, dễ lắm à, có hình vẽ và người ta lập luận rồi. Ví dụ 2 này. Cái này người ta chủ yếu sử dụng Pythagore với cái tính chất của đường trung tuyến. Nhớ này, trong tam giác đều, nghe thầy nhắc lại này, trong tam giác đều hoặc tam giác cong thì đường trung tuyến cũng chính là đường trung trực, cũng chính là đường phân giác và cũng chính là đường cao luôn. Nhớ chưa? Thì ở cái phần tính chất của đường trung tuyến chẳng hạn, ví dụ này, trong tam giác thầy nhắc lại nha, A B C, dù cho M là trung điểm BC đi, ta có AM là đường trung tuyến, ở đây G là trọng tâm, G này là trọng tâm đúng không? G này là trọng tâm thì cái đoạn đường trung tuyến này nó chiếm mấy phần? 3 phần. Cái đoạn AG là chiếm 2 phần và đoạn GM là chiếm 1 phần. Nhớ lại như vậy. Khi đó chúng ta sẽ lập tỷ lệ là gì? AG sẽ bằng 2/3 AM, hoặc là GM, GM sẽ bằng 1/3 AM. Cái khi chúng ta học về cái âm này thì cái phần là đường trung, tính chất đường trung tuyến chúng ta rất là hay gặp này. Nhớ chưa? Thầy nhắc lại như vậy để chúng ta hiểu. Rồi, ok. Thì ở phần này nè, đường cao và O sao cho OA bằng 2/ OH. Rồi, trọng tâm. Về tính chất cái định lý, thầy lo cái định lý Pythagore chúng ta hiểu chứ không? Định lý Pythagore hiểu chứ ha? Định lý Pythagore thì bình phương cạnh huyền sẽ bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông. Ở đây người ta áp dụng Pythagore này. Ở đây h, ở đây là trung điểm nên chỗ đây là a trên 2, ở đây là a trên 2, người ta đi làm hơi nhanh này. Đáng lẽ chỗ đây nó phải bằng căn bậc 2 của a bình trừ cho a trên 2 tất cả bình phương này. Mà a trên 2 chính là bình phương bỏ ra bởi trở thành là a bình phương trên 4 á. Được chưa? Ngay chỗ đây nó đáng lẽ là bằng căn bậc 2 của 3a bình phương trên 4 thì nó mới bằng cái này này. Tại vì người ta làm hơi nhanh nha. Làm hơi nhanh sợ em không hiểu. Vậy đường tròn ngoại tiếp tam giác đều ABC có tâm O và bán kính R. OA sẽ bằng 2/3 và AH sẽ bằng là a căn 2 của 3 trên 3. Nhớ chưa? Như vậy ở đây chúng ta có luôn. Đường tròn ngoại tiếp tam giác đều. Nhớ tam giác đây để áp dụng được công thức này, nó phải là tam giác đều nha. Cạnh A có tâm là trọng tâm tam giác và bán kính sẽ bằng là, nhớ R chúng ta sẽ bằng là A căn 2 của 3 trên 3. Ok, được chưa? Ví dụ 3. Xác định tâm và bán và tính bán kính đường tròn ngoại tiếp vuông tam giác ABC vuông tại A với BC là bằng 10. Được chưa? Đó, bằng 10 thì ở đây chúng ta BC bằng 10 thì chúng ta tính bán kính ra bằng 5. Đây, bằng 5.
Khi đó R bằng A căn 2 của 3 trên 3 thì thằng này bằng 5. Ta nhân số 3 này lên. Như vậy bằng A căn 2 của 3. Đúng không? A căn 2 của 3 bằng là 15. Suy ra A sẽ bằng là 15 căn, chia cho căn 2 của 3. Trục căn thức ở mẫu là bằng 5 căn 2 của 3 đúng không? Nếu mà tính cạnh, nếu người ta yêu cầu cái tính cạnh thì người ta làm. Nhưng ở đây người ta không yêu cầu tính thì thôi. Ở đây chúng ta làm ghim tại phần này vô này. Đường tròn ngoài tiếp tam giác vuông có tâm là trung điểm của cạnh hiền và bán kính bằng một nửa cạnh hiền. Nhớ nha, tam giác vuông. Dù A, B, C đi vuông tại A thì có tâm nó sẽ trung ở cạnh hiền. Cạnh hiền chúng ta cạnh BC và nó chính là trung điểm. Và R chúng ta sẽ bằng là BC chia 2. Nhớ là như vậy. BC là cạnh hiền này, bằng nửa cạnh hiền, bán kính. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở cái thực hành 1 và vận dụng 1 các em nha. Ta đi sang phần thực hành 1. Xác định tâm và bán kính, tính bán kính đường tròn ngoài tiếp một tam giác sau, tam giác đều có cạnh là bằng 4. Bằng 4 nha. Có cạnh ta là bằng 4 thì R có phải bằng A căn 2 của 3 trên 3. Đây là tam giác đều này. Cạnh bằng 4 thì bằng 4 căn 2 của 3 trên 3. Có phải không? Đấy. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ vẽ cái đường tròn ngoài tiếp tam giác đều MNB có cạnh bằng 4 thì khi đó bán kính ta là bằng 4 căn 2 của 3 trên 3. Được chưa? Ở câu B. Tam giác ở đây người ta không cho nó là tam giác vuông, người ta cho ba cạnh. Chúng ta sử dụng định lý Pythagore đảo. Pythagore đảo nghĩa là ở đây chúng ta thấy lấy là AF bình phương sẽ bằng 5 bình phương là bằng 25 này. Lấy hai này cộng lại tổng bình phương lại. AF EG bình phương cộng FG bình phương bằng 3 bình phương cộng 4 bình phương cũng là bằng 25. Có loại từ đó chúng ta suy ra EF bình phương sẽ bằng là EG bình phương cộng cho FG bình phương. Sử dụng định lý Pythagore đảo. Em hiểu không? Pythagore đảo. Để từ đó chúng ta sẽ suy ra cái tam giác EFG. Cái cạnh EF là cạnh hiền thì vuông, vuông là vuông tại G và EF này đã chính là gì? Là cạnh hiền. Như vậy R, R chúng ta sẽ bằng EF là cạnh hiền sẽ chia cho 2. Như vậy nó sẽ bằng 5 chia 2 là bằng 2,5. 2,5. Cái bán kính của chúng ta là 2,5. Nha. Người ta không cho cái tam giác ban đầu là EFG là tam giác vuông mà người ta lại cho dưới dạng là độ dài ba cạnh, thì từ đó chúng ta phải sử dụng định lý Pythagore đảo để các em chứng minh nó là tam giác vuông. Từ tam giác vuông rồi chúng ta áp dụng cái nội dung định lý này để chúng ta làm. Nè, đường tròn ngoài tiếp tam giác vuông có tâm là trung điểm của cạnh hiền và bán kính bằng nửa cạnh hiền này. Cạnh hiền ta là cạnh EF. Hiểu chưa? Vậy thôi. Câu A nghe. Thầy trình bày ngắn gọn rồi nhưng mà chúng ta phải lập luận để viết vào ở trong vở như thế này nha. Quan trọng là chúng ta phải xác định được cái tâm của nó, cái bán kính của nó này. Bán kính thì bản thân nó đã có cái công thức rồi, A căn 2 của A trên 3 rồi. Đó, cái hình vẽ nha. Ở câu B. Câu B chúng ta phải chứng minh cái tam giác EFG là tam giác vuông tại G. Hình vẽ.
Ok, chúng ta sẽ đi sang ở câu tiếp theo. Vòng dụng 1. Có 3 tổ dựng liều ở 3 vị trí ABC như hình 6. Ban đầu, tổ chức đặt 3 thùng có dung dịch dung tích bằng nhau tại một điểm tập kết chung. Nha. Mỗi tổ có 6 người. Rồi, mỗi tổ có 6 người được phát một chiếc gầu giống nhau. Các thành viên trong tổ chia thành từng cặp cộng nhau, múc nước từ trại để tổ mình vào đủ. Rồi, chiến thắng. Để ra chơi công bằng cần tìm tập kết. Nói đọc thì dài em. Thực chất ở đây á, cái 3 điểm tập kết đó chính là gì? Đó chính là cái điểm này mà nó công bằng, bằng này đó chính là tâm của đường tròn nhỉ. Thằng này đó chính là tâm của đường tròn vậy nè. Tâm đường tròn. Ngoại tiếp. Mà ha, tâm đường tròn ngoại tiếp có đỉnh ở đây là 3 vị trí ABC này. Nghĩa là ở đây chúng ta để mình xác định tâm này thì bắt buộc phải vẽ 3 cái đường trung trực. 3 đường trung trực thì tạo thành giao ở đây là tâm ở đây này. Hiểu chưa? Rồi, được chưa? Trong clip sau, chắc thầy sẽ quay cho em ở phần 2 là đường tròn nội tiếp tam giác. Chúc em học tốt. Bye bye. Ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Đó, ok. Ok. Hòa Lan đẹp các em. Đấy. Đẹp luôn. Chà.